Hai chào tất cả mấy anh em nha, và cộng đồng nha, chúc mấy anh em và cộng đồng kiếm tiền thật nhiều và hạnh phúc bên gia đình nha. Bữa nay mình quay đời sống của những người đi làm hội chợ nha. Trời ơi trời, đường cù lên đây. Trời ơi trời. Đây còn đây là Nam Duy Chánh của gặp hát Lotoso Trường Giang. Duy Chánh mà phải đi chuyên tôn vậy đó mấy anh em. Hai anh chào tất cả mấy anh em nha, và cộng đồng nha, chúc mấy anh em và cộng đồng kiếm tiền thật nhiều và hạnh phúc bên gia đình nha. Bữa nay mình quay đời sống của những người đi làm hội chợ nha. Đó đang đi mảnh là ca sĩ đi núp núp xuống cái luôn kìa. Trời ơi, còn đây là Nam Giai Chính đóng bộ phim Trần Hào Nam, tướng đẹp trai cao ráo nha mấy anh em. Còn cái ông nhắc còn mình đó đó. Từ từ giới thiệu hết. Đứng bên đây quay cũng tới nè. Chúc ca mãn phải không? Trời ơi trời, quay cho bà nói tiếng mà bà không chịu nữa. Nói vậy mấy anh em ơi, mấy anh em đang định về về An Giang, Bến Tre về An Giang hả? Còn lên sân khấu chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Quay trước làm sao? Năm thanh lịch nó về không? Về năm thanh lịch nè, đó đời sống. Ca sĩ gì ta sắp lên sân khấu lớn này của thành phố Hồ Chí Minh này, kiếm thầy dưới không? Bây giờ mình đi đời sống anh em. Hôm nay là dọn đoàn lô tô về An Giang nha mấy anh em. An Giang thì quê nhà mấy anh em ở An Giang nhiều lắm. Đây cũng An Giang, đó cũng An Giang. Thằng nào cũng An Giang chứ không có nào ăn dối hết trơn á. Toàn là An Giang không à, An Giang dối không à. Chứ An Giang là toàn là An Giang dối không à mấy anh em ơi. Cái ông gì mà tô hồng cho lên thánh hồng gì đó không chắc. Chạy nè, cái ra chạy. Xin chào. Thấy ai được thấy không? Đang không ơi. Chú cúng này là chiếc đồng. Bữa nay dọn về lắm. Đi qua gian hàng kia. Trời ơi trời, đường cù lên đây. Trời ơi trời. Đây còn đây là Nam Duy Chánh của gặp hát Lotoso Trường Giang. Để tránh mà phải đi chuyên tôm vậy đó mấy anh em. Anh nắng chậu ổng không chậu anh nắng lần chửi anh đó. Đây gồm có hai thành viên của đây là con anh Hạnh, đây là em à. Còn cái ông đứng trong xe thì kế chủ đoàn chứ chưa được chủ đoàn. kế chưa được. Kêu quay lại đi, quay dầm luôn cho nó
nữa về Long Xuyên quay thêm vòng nữa. Hai gà đường biển chánh đường biển di chuyển. Trời ơi, sắp lên ca nhạc làm ca sĩ khi đâu thì chết luôn quá. Đấy. Khỏi không? Ca sĩ Lâm Hùng nè mấy anh em ơi. Em qua mấy anh em đang ở dạc nha. Hay Lâm Hùng giả dạng đang đóng phim nha anh em. Giả dạng cũng như đóng cái vai mà đi giả gấp. Lâm Hùng nha. Trời ơi, đưa mặt lên đây Lâm Hùng. Trời ơi, trời giấu mặt hoài không nổi. Đang trốn nợ. Lâm Hùng đang trốn nợ nha mấy anh em. Đi tháng ăn khấu phụ ta kìa. Đúng. Từ từ. Mẹ, phụ ta kiếm tôi nội đại cho mẹ đi dành. Châu gì Thành Tấn ca cổ giờ đang đóng cái vai gấp gã dạ văn quay YouTube mà bạn còn tài lỏng ở chẳng đi người ta như đó mà quay YouTube đưa người ta lên ta quay đời thật mà chứ đâu người ta đâu quay ảo đâu mà biết gần đời thật nhưng mà đâu má mình quay đâu mà đâu mình quay ngược lại mặt ta mình quay người ta xong rồi quay ngược lại mặt ta. Dạ nãy giờ tôi quay đâu nhìn gì cũng thấy đẹp trai dữ lắm mà ngộ quá. Nè đó ông mà chẳng trời ơi trời đứa đó ở chằn ta cũng vẫn đẹp trai đàng hoàng sống đời thường mà đó ca sĩ Lâm Chí Khanh mặt giống giống Lâm Chí Khanh nha. Còn đây là chàng Hảo Nam. Tô Lâm Hồng. Tô Lâm. Trời ơi. Đó cái đầu này giờ đang dọn cái gian hàng gì. Dạ ơi.